Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với video của NTD Công nghệ và mình là Đại. Hiện tại thì trong cái công cuộc phòng chống dịch Covid-19 thì hiện tại Việt Nam đang có rất nhiều cái app để giúp các bạn có thể quét mã QR, khai báo y tế hoặc là các bạn có thể lấy cái thẻ xanh Covid ở trên cái sổ sức khỏe điện tử. Thì có rất nhiều ứng dụng như này dẫn đến cái việc chồng chéo trong cái việc các bạn di chuyển cũng như là cái việc các bạn khai báo cũng như là sử dụng các cái app này ở các cái địa phương. Thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu là Bộ Thông tin và Truyền thông phải cho ra mắt một cái app tích hợp tất cả những tính năng này trên một cái app thôi. Thì vào sáng ngày 30 tháng 9 nhé các bạn nhé. Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì Bộ Thông tin Truyền thông kết hợp với Bộ Y tế và Bộ Công an đã cho ra mắt cái ứng dụng là PC Covid. Thì cái ứng dụng PC Covid này sẽ được vận hành bởi Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch Covid-19 quốc gia. Đó. Và doanh nghiệp tài trợ để phát triển cái ứng dụng này đó chính là PKAV và Viettel cũng như là VNPT, gồm có 3 đơn vị này tài trợ để phát triển. Thì cái ứng dụng PC Covid này nó sẽ được tích hợp những cái tính năng của ứng dụng Bluezone, VHD, VHEID, sổ sức khỏe điện tử và rất nhiều các ứng dụng khác. Đó, như vậy là các bạn có thể hiểu là sau này các bạn chỉ cần sử dụng mỗi cái ứng dụng phòng chống Covid này là các bạn có thể khai báo được rất nhiều thứ và có thể di chuyển được ở Việt Nam nhé. Thì cái tính năng chính của ứng dụng PC Covid này thì cái ứng dụng PC Covid nó được trang bị 9 tính năng chính nha các bạn nhé. Gồm thẻ Covid-19 này, khai báo y tế này, khai báo di chuyển nội địa này, thông tin tiêm vaccine này, xét nghiệm này, cấp và quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, truy vết tiếp xúc gần, bản đồ, nguy cơ và phản ánh. Đó, như vậy thì chỉ cần có cái ứng dụng PC Covid này thôi là các bạn có thể sử dụng được rất nhiều việc ở trong cái việc là khi di chuyển cũng như là trong cái công cuộc phòng chống khai báo liên quan đến vấn đề sức khỏe, liên quan đến khai báo y tế và cái việc phòng chống Covid-19 nhé. Thì bây giờ để có thể cài đặt được ứng dụng này, các bạn hãy rút điện thoại ra nhé. Hãy làm cùng mình để có thể cài đặt được ứng dụng này cũng như là cập nhật và sử dụng các cái tính năng ở trên cái ứng dụng PC Covid này nhé. Bây giờ để có thể cài đặt được cái ứng dụng PC Covid này thì các bạn, một là các bạn nếu dùng điện thoại Android thì hãy truy cập vào CH Play, còn đối với điện thoại iPhone thì truy cập vào App Store nhé. Còn nếu như bạn nào mà không biết cách cài mà cái CH Play hoặc App Store thì cứ kéo xuống phần bình luận mô tả video, mình sẽ để link cho các bạn đấy, chỉ click vào cái nó sẽ tự động vào cái CH Play và App Store nhé. Sau khi nếu như bạn nào mà vào cái CH Play hoặc App Store thì các bạn gõ vào cái thanh tìm kiếm là PC Covid nhé, viết đúng cái chữ PC Covid như này, sau đó các bạn ấn tìm kiếm này. Thì các bạn nhìn thấy cái ứng dụng PC Covid quốc gia nó hiển thị lên đầu tiên có cái hình biểu tượng logo đây, thì các bạn hãy kích luôn vào cái này nhá, các bạn kích vào đây. Sau đó thì các bạn nhấn vào phần cài đặt, ở trên iPhone các bạn làm tương tự nhé. Thì các bạn chờ một chút, cái ứng dụng này sẽ được tải về và cài đặt lên trên máy của các bạn. Sau khi cái ứng dụng PC Covid quốc gia này đã được cài đặt thì các bạn sẽ nhấn mở lên. Sau khi đã mở được cái ứng dụng PC Covid lên, các bạn sẽ nhấn vào phần tiếp tục này. Lúc này các bạn sẽ nhập cái số điện thoại của các bạn vào đây nhé. Các bạn lưu ý này, đối với cái số điện thoại này thì các bạn hãy nhập cái số điện thoại mà các bạn đã đăng ký các cái app trước đây ấy. Ví dụ như các bạn đang sử dụng cái ứng dụng nCoV hay ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hay là cái ứng dụng Bluezone, thì tất cả những cái ứng dụng đó các bạn đang sử dụng cái số điện thoại nào thì các bạn hãy điền cái số điện thoại chính xác nhất khi đang sử dụng những cái app kia nhé. Vì cái lý do là cái app PC Covid này nó là cái app để tổng hợp lại tất cả những cái app mà trước đây các bạn đã cài liên quan đến cái phòng chống Covid này. Và để sau này các bạn đồng bộ hóa được cái dữ liệu từ các cái ứng dụng kia sang đây thì các bạn phải điền cái số điện thoại mà trước đây các bạn đã dùng vào những cái ứng dụng kia. Đó, thì như vậy các bạn mới có thể đồng bộ được cái dữ liệu ở bên những cái app kia sang, và sau này các bạn có thể xin được cấp thẻ xanh ở trên này cũng như là làm rất nhiều các cái thủ tục ở trên này nhé. Thì các bạn hãy điền cái số điện thoại đó vào đây. Sau khi đã nhập số điện thoại xong, các bạn tích vào cái phần xác nhận đã đọc và đồng ý này nhé. Các bạn sẽ tích vào đây, sau đó các bạn sẽ nhấn tiếp tục. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhận được một cái mã xác thực ở bên app nó gửi về cho các bạn về cái số điện thoại mà các bạn vừa điền ở đây nhé. Thì ở cái bước này các bạn lưu ý nhé, sẽ có rất nhiều bạn đang bị lỗi là cứ đến cái bước này thì các bạn đợi rất là lâu không có mã xác thực. Thì hiện tại cái app này là cái app vừa mới ra mắt cho nên là còn một số cái lỗi, cho nên các bạn phải hết sức thông cảm, các bạn kiên nhẫn đợi nhé. Nếu trong trường hợp mà sau 5 phút đây này, có sau 5 phút mà không nhận được mã thì các bạn sẽ được gửi lại cái mã SMS này một lần, thì các bạn hãy chờ nhé. Đó, thì sau mình đợi khoảng mất độ 2-3 phút gì đó thì các bạn sẽ nhận được cái mã này. Và mình biết là rất nhiều bạn đang bị mắc cái đoạn này là không nhận được mã, thì các bạn hãy kiên trì đợi nhé, khoảng 1-2-3 phút gì đó. Sau khi nhập mã xong thì các bạn sẽ nhấn vào kích hoạt này. Các bạn sẽ nhấn vào cái phần tôi đồng ý này nhé. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấn cho là cấp quyền truy cập vị trí này. Các bạn sẽ nhấn vào đây. Các bạn sẽ nhấn cho phép cái ứng dụng này sử dụng cái vị trí của bạn nhé. Các bạn sẽ bật cái vị trí lên. Đó, các bạn nhấn vào cấp quyền này. Các bạn nhấn OK này. Thì lúc này các bạn sẽ được mở cái vị trí ở trên cái điện thoại của bạn lên. Đây, các bạn sẽ nhìn tìm đến cái ứng dụng PC Covid nhé. Các bạn sẽ gạt nó sang. Đó, các bạn sẽ cho phép nó truy cập vào cái vị trí ở trên cái điện thoại này. Rồi, các bạn sẽ ấn quay ra. Các bạn sẽ quay về app. Đó. Về các bạn có thể bật cái Bluetooth. Thì cái Bluetooth này nó là cái chức năng của cái
ứng dụng Bluezone nhé các bạn nhé, thì các bạn có thể bật cái Bluetooth lên. Bởi vì cái app này nó là một cái app tích hợp tất cả những cái app trước đây, cho nên là với những cái app trước đây cần cái chức năng gì thì cái app này nó sẽ cần cái chức năng đó, cho nên là nó yêu cầu cái chức năng nào thì các bạn hãy cho nó phép bật cái chức năng của nó lên nhé. Thì sau đây mình xin giới thiệu qua các bạn một chút về cái app PC COVID này nhé. App này hiện tại nó cũng còn mới và khá là sơ sài, nhưng nó sẽ có một số cái chức năng giúp các bạn có thể đồng bộ được tất cả dữ liệu từ các cái ứng dụng kia về đây. Thì nó hiện tại đang có những cái chức năng chính là khai báo y tế này. Đó, thì các bạn có thể vào đây để khai báo y tế nhé. Và cái mã QR này, các bạn có thể sử dụng cái mã QR này để có thể quét được những cái địa điểm mà các bạn đi qua hoặc các bạn đã đến. Thì tiếp theo là có một cái phần, đó là phần gửi phản ánh. Thì cái phần gửi phản ánh này nó cho phép các bạn có thể gửi được cái phản ánh về cái vấn đề gì đó mà các bạn đang gặp phải ở cái vị trí hiện tại của bạn đó. Ví dụ như các bạn gặp phải vấn đề liên quan đến phòng chống dịch hay là cái gì đó thì các bạn có thể phản ánh vào đây. Sau đó thì các bạn có thể gửi đi. Các bạn chỉ cần điền cái nội dung phản ánh và điền cái địa chỉ các bạn đang đứng ở hiện tại đó, là các bạn có thể gửi được phản ánh lên cái ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của quốc gia nhé. Rồi tiếp theo cái phần này là phần khá quan trọng nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái vùng màu xanh nó ghi là thẻ xanh COVID này. Cái phần này là phần cực kỳ quan trọng và rất nhiều bạn đang quan tâm. Đó, thì các bạn hãy kích vào cái phần này. Cái phần này chính là cái phần để các bạn có thể đồng bộ dữ liệu của các bạn để các bạn có thể nhận được cái thẻ xanh COVID-19 đấy nhé các bạn nhé. Thì cái phần này các bạn hãy cung cấp đầy đủ các thông tin của các bạn như số điện thoại này, họ tên này, giới tính này, ngày sinh này. Đó, và sau đó thì các bạn hãy cung cấp cho họ cái số chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc là hộ chiếu. Các bạn hãy cập nhật đầy đủ vào đây. Thì hiện tại có thể các bạn, khi các bạn viết đầy đủ các thông tin vào đây thì các bạn cũng sẽ chưa nhận ngay được cái thẻ xanh đâu. Nhưng tuy nhiên thì cái việc đồng bộ dữ liệu thì nó đang được diễn ra, cho nên là các bạn hãy điền đầy đủ vào đây. Khi nào mà cái việc đồng bộ dữ liệu của bên Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông ấy, thì các bạn sẽ được cập nhật cái thẻ xanh ngay trên cái app này. Và cái app này sau này sẽ chính là cái app để các bạn có thể sử dụng được vào rất nhiều thứ nhé các bạn nhé. Nhưng các bạn lưu ý là các bạn hãy cập nhật thật chính xác các cái thông tin của bạn vào đây nhé. Sau khi mà các bạn đã điền tất cả các thông tin nó chính xác rồi, các bạn nhấn nút tiếp tục và các bạn nhận được cái thông báo là cập nhật thành công. Đó, thì như vậy là các bạn đã cập nhật được cái thông tin của các bạn lên cái app PC COVID này rồi nhé. Các bạn sẽ nhấn vào đóng này. Còn nếu như bạn nào đến đoạn này bị lỗi thì bạn cứ nhấn vào tiếp tục để cập nhật lại nhé. Bởi vì có thể cái app này mới dẫn đến cái việc là cập nhật ban đầu ấy nó hay bị lỗi lắm, nên các bạn hãy cập nhật lại. Nếu như các bạn trường hợp lần đầu tiên các bạn nhấn vào nút tiếp tục mà nó bị lỗi thì các bạn cứ nhấn tiếp tục lại nhé. Và tiếp theo, để các bạn có thể đồng bộ được cái dữ liệu tiêm COVID-19 cũng như là cái việc xét nghiệm COVID-19 thì các bạn sẽ nhấn vào cái vòng tròn này nhé. Đây có một cái vòng tròn này, sau khi các bạn đã khai báo cái thông tin ở trong cái phần thông tin chứng minh nhân dân căn cước kia thì các bạn có thể nhấn vào cái phần là bấm để đồng bộ trạng thái này nhé. Đó, thì lúc này các bạn có thể thấy luôn nhé. Các bạn có thể thấy được là hiện tại các bạn đã tiêm mũi nào chưa và các bạn đã có xét nghiệm COVID ở cơ sở y tế nào chưa, thì nó sẽ hiển thị ở đây. Tuy nhiên mình đang chưa tiêm mũi nào cả và cũng chưa có giấy xét nghiệm cũng như là cái gì hết, cho nên là hiện tại mình đang không có cái thông tin gì ở đây. Còn nếu như trường hợp các bạn đã tiêm thì các bạn hãy ấn vào đồng bộ và cập nhật những cái thông tin của các bạn ở phần phía trên như mình hướng dẫn, là các bạn nhấn vào đồng bộ thì các bạn sẽ nhìn thấy cái khai báo y tế của các bạn ở trong này cũng như là những cái thông tin liên quan đến cập nhật COVID-19 của các bạn nhé. Rồi, như vậy thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái app PC COVID cũng như là cách các bạn khai báo và sử dụng một số cái tính năng ở trên cái phần mềm PC COVID này. Và hiện tại thì PC COVID đang là cái bản thử nghiệm và nó còn đang chưa được hoàn thiện, và trong cái quá trình đồng bộ thì đang còn gặp một số cái vấn đề. Thì các bạn hãy cứ tải cái ứng dụng PC COVID này về và làm theo mình hướng dẫn. Thì trong một thời gian ngắn tới thì mình tin chắc rằng cái ứng dụng PC COVID này sẽ là cái ứng dụng phổ biến và để có thể dùng cho tất cả các mọi hoạt động ở trên cái lãnh thổ Việt Nam này. Bởi vì cái app này là cái app do chính phủ yêu cầu là sẽ cái app dùng chung cho toàn tất cả người dân, thay thế tất cả những cái app trước đây. Đó, thì các bạn hãy cài và sử dụng cái app này nhé. Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video này. Nếu trong quá trình các bạn thực hiện cài đặt và sử dụng cái app PC COVID có vấn đề gì, hãy để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Và nếu thấy video hay và hữu ích thì hãy cho mình xin một like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.